thuốc trị nhện đỏ và bọ trĩ và diệt trứng nhện đỏ cho bưởi ở Hà Nội, cùng với một số món nữa để sử dụng cho cây bưởi sau thu hoạch nhé. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Ở đây đang có một vài món đang chuẩn bị đi về với vườn bưởi ở Hà Nội để làm việc với cái cây bưởi sau khi thu hoạch xong nhé. Thì ở đây em có cái mà rửa vườn này, sát khuẩn rửa vườn sử dụng cho bưởi sau thu hoạch nhé. Sau khi mới thu hoạch xong thì các anh chị pha cái gói này cho khoảng tầm 300 lít để phun xịt lên trên toàn bộ thân cành lá của cây bưởi. Và nếu như cây bưởi mình mà nó có những cái mảng bám rong rêu ấy thì các anh chị xịt trực tiếp vào những cái mảng bám đấy, để nó bóc tách những cái mảng đấy ra và nó hạn chế những cái việc là bị khô cành non của cây bưởi, khô cành tăm, cành non của cây bưởi đấy nhá. Cái loại này thì sử dụng riêng một mình nó thôi, sử dụng trước khoảng tầm 7 ngày sau thì mình mới quay qua mình phun cái combi rong biển này để cho nó phục hồi lại cây sau thu hoạch này. Thì khi cái phun cái phục hồi cây sau thu hoạch này, các anh chị có thể là kết hợp chung với cái thuốc rầy rệp và diệt trứng rầy rệp. Thì một chai này với hai cái gói này các anh chị pha được 400 lít nước nhé. Còn cái gói phục hồi này là combi rong biển này, các anh chị dùng 200 lít một gói này thôi. Kết hợp cùng với cái rầy rệp này này, diệt trứng rầy rệp này, nếu như có rầy rệp hoặc có nhện đỏ thì mình sử dụng cái thuốc nhện đỏ này kết hợp cùng nhé. Chai 250ml cái sạch nhện đỏ này là nó sẽ giúp diệt con nhện và làm ung trứng nhện và cả bọ trĩ nhé. Một chai pha cho khoảng tầm 200 đến 250 lít nước này, một chai sạch nhện này này. Còn đây là cái chai canxi bo đậm đặc, các anh chị phun xịt vào cái thời điểm mà nó đang có nụ hoa hoặc là đang có trái non này. Nụ hoa thì các anh chị có thể kết hợp cùng với những cái loại mà chai siêu hoa hoặc chai là ra hoa đậu trái để giúp tăng thụ phấn đậu trái, chống rụng trái non nhé. Thuốc trị nhện và bọ trĩ và diệt trứng nhện nhé. Thuốc trị rầy rệp ở trên cây bưởi này. Rửa vườn bưởi sau thu hoạch này, phục hồi cây bưởi sau thu hoạch này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.